Tòa án Anh Quốc tuyên bố hai bị cáo Hồi giáo phạm tội giết quân nhân Rigby, tên tự London. Bồi thẩm đoàn của Tòa án Hình sự ở London đã đồng nhất phán quyết hai bị cáo Hồi giáo Michael Adebolaju, 29 tuổi, và Michael Adebowell, 22 tuổi, đã phạm tội giết chết quân nhân Lee Rigby, 25 tuổi, từng phục vụ tại chiến trường Afghanistan trong ngày 22 tháng 5, tại một nơi không xa căn cứ ở Woolwich, nằm ở phía đông nam của thủ đô London. Vụ giết người đã làm xúc động toàn nước Anh, tạo nên tinh thần chống Hồi giáo mạnh mẽ ở Anh Quốc. Hai bị cáo là người Anh Quốc gốc Nigeria, không thừa nhận tội đã giết chết ông Rigby. Các bị cáo đã yêu cầu tòa án dùng tên Hồi giáo của họ trong phiên tòa xét xử. Nhân chứng cho biết các bị cáo đã lái xe thật nhanh, đụng vào ông Rigby, kéo lê nạn nhân một khoảng trước khi chiếc xe đụng vào cột đèn lưu thông. Sau khi đâm ông Rigby chết, hai bị cáo đã kéo xác ông ra giữa đường và Adebolaju đã bình tĩnh nói với những người qua đường đang khiếp sợ là hắn ta không làm hại phụ nữ và trẻ em.